Xin chào thầy Dịch Trung Hiếu và các bạn trong nhóm. Hôm nay mình làm clip này muốn gửi tới thầy Dịch Trung Hiếu cùng các bạn lời cảm ơn sau khi được tham gia nhóm đã giúp đỡ cũng như trả lời những thắc mắc và định hướng trong tư duy đã giúp mình rất là tự tin trong con đường kiếm tiền với YouTube cũng như con đường kiếm tiền MMO. Thì mình tên là Trương Công Bình, hiện tại đang làm IT cho Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương và đây là một công việc phải nói là rất đúng cái sở trường của mình. Và những cái thời gian rảnh của một công việc của người làm IT ấy, thì mình thường hay lên mạng tìm hiểu thêm những cái cách để mà kiếm tiền online, những cái cách để có thể tạo thêm những thu nhập thụ động để giúp cải thiện hơn cái cuộc sống của mình. Thì trước đó thì cũng đã tìm hiểu cái cách kiếm tiền trên YouTube, nhưng mà cũng tham gia các cái khóa học rồi tham gia theo dõi những cái kênh YouTube của rất là nhiều cái anh chị đã đi trước. Thì lúc đó cũng đã tập tành làm nhưng rồi nản không làm nữa. Đến giữa năm 2016 thì vô tình xem những clip của thầy Dương Trung Hiếu về cái cách làm YouTube thì bắt đầu mình mới vỡ lẽ ra, bởi những cái cách chia sẻ của thầy đã khơi dậy được những cái niềm đam mê, những cái ý tưởng sáng tạo nó phù hợp với chính cái sở thích của mình đó. Thì những cái lời động viên, những chia sẻ của thầy hàng ngày như vậy đã giúp cho mình rất là vững tâm trước những cái khó khăn mà YouTube càng ngày càng siết chặt. Thì mình bắt đầu tham gia quay phim cũng như là biên tập phim, đó là thời điểm là vào dịp Tết năm 2018, tức là mình đã tham gia YouTube cũng được chính thức là nửa năm nay. Và bằng cái hướng dẫn của thầy thì mình đã đi theo con đường định hướng, đó là làm 100% content. Và đó là những cái bước tuy rằng ban đầu rất là khó khăn và bỡ ngỡ đối với mình, nhưng hôm nay đứng trước ống kính, đứng trước thầy cùng các bạn để chia sẻ những tâm tư đối với các bạn, thì mình thấy cái con đường content đó là con đường đúng đắn và vẫn tiếp tục hàng ngày làm những clip ngày càng chất lượng hơn. Đối với mình thì nghĩ rằng là nếu như không có những cái lời chia sẻ động viên cũng như là những cái tâm huyết mà thầy Hiếu đã gửi gắm trên những cái bài học của mình, trên những cái bài học của thầy ấy, thì chắc chắn là mình cũng không có động lực để có thể tiếp tục làm những cái clip và phát triển kênh cho đến ngày hôm nay. Thì thông qua cái clip hôm nay trước mắt thì mình xin gửi gắm lấy cái lời cảm ơn của mình tới cái người thầy Dương Trung Hiếu, tới các bạn đã chia sẻ những cái câu hỏi, cái thắc mắc của mình trên diễn đàn. Và mình nhận thấy rằng không những cái con đường làm YouTube là cái con đường tự do tài chính, mà đằng sau đó còn rất nhiều cái con đường mà thầy Hiếu đã gợi mở cho chúng ta. Đó như ví dụ như là có thể chúng ta, đây là cái nền tảng để chúng ta có thể làm tiếp thị liên kết này, chúng ta có thể làm bán hàng trên Amazon, hoặc là tự xây dựng những cái website bán hàng, hay là tham gia những cái đầu tư về tiền ảo mà thầy đang chia sẻ rất là tận tâm tận tình đó. Một lần nữa thì mình rất mong thầy Dương Trung Hiếu sẽ tiếp tục tận tình dẫn dắt cái nhóm của mình đi tiếp trên con đường kiếm tiền MMO, để chúng ta có thể là cái người tự do về mặt tài chính và có thể làm được nhiều cái điều tốt hơn nữa cho chính bản thân, gia đình và cho xã hội. Mong thầy luôn mạnh khỏe. Chúc các bạn trong nhóm chúng ta sẽ đoàn kết để cùng nhau phát triển, cùng nhau làm được nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội. Xin cảm ơn các bạn và xin cảm ơn, xin chào thầy.